Rồi, xin chào hết tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giới thiệu workman của một người chơi. Tôi là Hoàng, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Và hôm nay trên kênh của mình, tôi quay trở lại giới thiệu chiếc kênh work DMC E7R các bạn. Đây là chiếc Boxable Midi Player đến từ hãng Kenwood. Một chiếc máy khá là đầm tay và đẹp các bạn ha. Một chiếc của Boxable Midi Player rất là đáng để chơi, để nghe và để cảm nhận các bạn ha. Đây, trước khi vào cái phần video này thì tôi cũng đã nói là trong kênh của mình năm ngoái, cách đây khoảng hơn 6 tháng, tôi cũng có một chiếc kênh quật DMC E7R. Thì sản phẩm này là một cái sản phẩm nó cái dạ mã âm thanh nó khá hay và có một cái thiết kế rất là hầm hố và to, cầm rất là chắc tay, rất là đáng chơi và được các người chơi em đi săn lùng các bạn, cho nên rất là khó tìm cái sản phẩm này các bạn ha. Đây, đầu tiên thì tôi xin gửi lời chào đến tất cả các bạn bè ở Việt Nam, các bạn bè quốc tế và đặc biệt các bạn có follow cái kênh của mình. Xin chúc các bạn có một ngày mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Đây, trước khi vào cái mô tả sản phẩm này thì tôi có chia sẻ một ít thông tin như sau. Kính thưa các bạn, tất cả những chiếc Boxable Midi Player, gọi là chiếc máy MD cầm tay, đến từ các hãng, tất cả các sản phẩm tôi chia sẻ đến bạn bè trong nước và bạn bè quốc tế, tất cả các sản phẩm đều được feedback tốt các bạn ha. Với lý do vì sao? Thì thứ nhất là những cái sản phẩm của mình đã chơi cái sản phẩm MD này cách đây khoảng 15 năm rồi các bạn, cho nên rất là rành và rất là hiểu về các cái sản phẩm này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm này là mình bảo dưỡng cơ mắt và mình chọn mắt đọc rất là tốt các bạn. Để mình chia sẻ các bạn, thì những con mắt đọc của chiếc MD này, cái laser á, nó đọc đĩa MD thì nó có một cái loại đĩa khó đọc nhất, tức là cái đĩa ghi nhanh bằng phần mềm Sony State phát triển của Sony và được ghi trên các máy NAS MD. Đó là chúng ta ghi đĩa và chúng ta hoàn thành chỉ 15 phút là một cái đĩa MD, cho nên là những cái đĩa đó là những cái đĩa rất là khó đọc. Và luôn tiện đây thì tôi chia sẻ cho bạn bè ở Việt Nam và các bạn bè quốc tế, đặc biệt là các bạn mới chơi, nếu các bạn đi mua một sản phẩm MD, các bạn phải cầm theo một cái đĩa mà ghi bằng NAS MD để các bạn thử con mắt. Bởi vì sao? Khi mà cái sản phẩm chạy đĩa MD này đọc được đĩa NAS MD là chứng tỏ con mắt đó là còn laser, còn rất tốt các bạn. Thì tôi nói như thế để biết rằng tất cả những cái sản phẩm tôi test đều sử dụng đĩa NAS MD hết các bạn. Chúng tôi không sử dụng đĩa mà ghi full time bằng những cái đầu đếch, những cái đĩa đó rất là dễ đọc. Tôi ví dụ cụ thể một trường hợp, ví dụ như chiếc Denon DMPR30, khi tôi test đĩa mà ghi bằng NAS MD thì nó không đọc, nhưng tất cả những cái đĩa mà ghi bằng đầu đếch là nó đọc hết. Các bạn, để tôi chia sẻ lý do vì sao như thế. Khi mà tôi thử bằng những cái chiếc đĩa mà NAS MD á, thì đảm bảo con mắt nó đọc tốt và nó có thể nó có một cái thời gian còn sử dụng rất là lâu dài các bạn ha. Còn những cái chiếc máy mà khi mình thử cái đĩa NAS MD, đĩa ghi bằng ghi nhanh bằng phần mềm Sony Start á, khi mình thử mà nó không đọc thì con mắt đó có dấu hiệu yếu và có khả năng nó sẽ dừng đọc đĩa data bất kỳ lúc nào, và đó là một cái sản phẩm MD không bền. Như vậy là luôn tiện trong cái kênh của mình, các bạn bè theo dõi kênh và các bạn bè xem được cái video này, xin các bạn lưu ý điều này. Khi mà các bạn thử một con mắt đọc cái đĩa MD thì các bạn nên dùng đĩa ghi nhanh bằng chức năng NAS MD các bạn ha. Đặc biệt là các bạn mới chơi ở Việt Nam, các bạn phải lưu ý điều này. Chứ người bán máy, người ta nói máy hoạt động đầy đủ các chức năng, nhưng thật ra các bạn thử NAS MD là nó không đọc, là cuối cùng con mắt nó yếu, các bạn đem về các bạn xài một thời gian nữa là mắt trẻ lịm và chết đi các bạn ha.
những cái sản phẩm em đi nơi này nó còn lại á, nó rất là khó chọn lựa các bạn. Tuy các bạn nhiều máy như vậy nhưng mà con mắt đọc của chiếc MD mắt laser các bạn nó rất là quan trọng. Một con mắt đọc tốt là các bạn sẽ có một cái máy tốt, bởi vì bây giờ những cái sản phẩm mà người ta sử dụng mắt quá quá nhiều hoặc những con mắt nó không bền thì bây giờ mắt yếu rất là nhiều các bạn ha. Đó là chia sẻ thêm thông tin cho các bạn để các bạn biết mà các bạn sẽ lựa chọn cho mình một cái sản phẩm mà mắt đọc tốt và còn sử dụng được lâu dài các bạn ha. Rồi, đó là một thông tin tôi chia sẻ. Thì tất cả những cái chiếc máy mà tôi đã thử bằng đĩa Next MD thì có ship đi toàn bạn bè toàn quốc tế, khi các bạn sử dụng đĩa nào cũng được và đảm bảo các bạn là chiếc máy đó còn hoạt động mà mắt đọc còn hoạt động rất là tốt các bạn ha. Laser còn đọc rất là tốt. Đó là những cái thông tin mình chia sẻ thêm trên cái kênh của mình. Rồi mình quay trở vào giới thiệu chiếc kênh quạt DMC E7R. Chiếc này thì phát hành năm 1995. Cùng thời điểm phát hành với chiếc này là chiếc Denon DMFR30 và chiếc sáp sáp của thương hiệu sáp các bạn MDMX25. Và máy này có chiều dài là 1106 mm, bề ngang của máy là 84 mm và máy dài 26,8 mm, máy nặng 265 g. Đó là bộ sản phẩm này. Kenwood nó phát hành là thân chính, một cái cục và nguồn sạc, một cái viên pin, một cái bộ điều khiển từ xa và tai nghe, và nó có một cái hộp pin rất là lớn ôm phía sau cái thân máy đó các bạn. Thì bộ sản phẩm này tôi chỉ thiếu cái hộp pin thôi. Và tôi cũng nói thêm pin ở trong nước thì tôi ship được, còn quốc tế thì tôi không ship được tất cả những cái loại pin. Các bạn thông cảm vì chi cục hải quan của nước tôi không đồng ý cho ship pin, cho nên tất cả những cái sản phẩm tôi ship đi cho các bạn đều không có pin. Tuy nhiên các bạn không nên lo lắng, bởi vì trên eBay và trên các trang thương mại điện tử có bán các cái loại pin mà người 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 bán người ta tái chế để sử dụng cho những cái model này các bạn tìm mua nhé. Rồi tôi sẽ phát cho các bạn nghe thử cái chức năng phát, sau đó là tôi đi mô tả sản phẩm này. Và cái máy này pin nó đã sale, nó chết, nó không còn nữa, cho nên tôi sẽ buộc phải dùng một cái nguồn để tôi phát cho các bạn ha. Chúng ta play đây. Rồi tôi nét qua bài số 3 đi các bạn ha. Ở đây các bạn này, bass mạnh quá là nó sẽ dội. Nên em tuy thương anh nhưng đời làm thân con gái, một lần lỡ yêu rồi đành mang dấu bụi nỗi niềm cay đắng, làm thân con gái sao chấp nhận những chuyện không may. Đêm đêm nằm nghe tiếng lá đổ, ngờ rằng bước chân tưởng chừng tiếng anh thì thầm, nằm trong cô đơn buồn tim nghe nức nở, vòng tay sao bé nhỏ nhiều khi mơ ước lên cao, dấu che mắt sầu môi hồng che kín nụ cười, hương xuân héo hắt chấp nhận là kẻ đến sau.
Thôi, tôi tắt máy, tôi không phát nhiều để tôi đi mô tả cái sản phẩm này các bạn. Thì tôi mô tả cái sản phẩm này. Thì thiết kế thì chiếc Trend Woods DMC E7R nó có cái gì? Mặt trước thì nó thiết kế nhìn rất là đẹp các bạn ha. Có một cái màn hình phía dưới, ở đây cái logo Kenwood in nổi. Ở đây logo Midas và có Boxable Midas Player DMC E7R. Bên phải cái màn hình thì ở đây là có nút hiển thị này, ở đây có nút chọn Alt là bên này có nút Enter, volume tăng giảm âm lượng đây, ở đây stop và tắt máy, ở đây play các bạn ha, ở đây có nút Rest và lùi nhanh tiến nhanh, và máy này có vừa có chức năng ghi vừa có chức năng phát. Dưới này là mặt trên mặt dưới của máy là có nút Back Boot các bạn này, có nút Edit và có nút Mode. Bên tay phải của máy thì đây là vị trí Open mở đĩa. Cái máy này chúng ta mở đĩa chúng ta nghe sướng tai lắm, nó bật lên rất là mạnh các bạn. Các bạn đấm xuống này, mở gạt cái này là đĩa nó sẽ bung ra rất là tốt các bạn ha. Rồi mặt trên thì đây là cổng cắn điều khiển từ xa và tai nghe, và cái hộp pin nó ôm hết cái thân chính này các bạn, ôm mặt sau này các bạn nè, và mặt sau là các cái thông tin về máy. Bên này thì nó có một cổng nguồn 4,5V và có cổng một line in, một cổng line out, là một line in là đưa dữ liệu âm thanh vào để ghi. Trên này có nút hơ của máy các bạn ha, và ở đây là vị trí chúng ta bỏ pin. Thì pin của nó là pin nó xài đây, nó xài cái loại pin nó có mã là NBL3, có hình thù cắt ngang của viên pin này, hắn chỉ có một chiều bỏ vô thôi các bạn ha. Và viên pin này do lâu quá rồi nó đã chết cell rồi các bạn ha, nó không còn hoạt động. Thì thường thì các người chơi ở Việt Nam ấy, thì người ta dùng một cái cell mới, người ta tháo cái nắp viên pin ra, người ta thay thế vào các bạn ha. Rồi tôi mô tả thêm một chút xíu về cái điều khiển từ xa theo nguyên bản của máy. Đây là cái điều khiển từ xa Kenwood, ở đây có nút play tạm dừng, ở đây có nút off tắt máy, next bài lùi mài, và ở đây có nút điều chỉnh âm thanh, trên này có nút hơ và có volume các bạn ha. Rồi điều khiển từ xa và tai nghe, điều khiển từ xa và tai nghe hoạt động tốt các bạn ha, tai nghe sử dụng tốt và có một cái bộ nguồn. Rất tiếc là nếu ship quốc tế thì tôi không ship được các loại pin. Rồi tôi đi vào phần đánh giá ưu điểm nhược điểm của chiếc Kenwood DMC E7R. Một thiết kế rất là đẹp hầm hố, máy còn lại cũng rất là đẹp các bạn, hoạt động tốt, và bộ này tôi khá đầy đủ, tôi chỉ thiếu một cái hộp pin. Và riêng viên pin này có mã NBL3, khi mà ship quốc tế rất tiếc tôi không ship được pin các bạn ha. Pin tôi có rất là nhiều nhưng mà hầu như là nó chết, tôi không có thay cell, nhưng tôi không ship được pin là do chi cục hải quan của quốc gia tôi là cấm ship các loại pin về đảm bảo an toàn các bạn ha. Rồi bộ này nhược điểm thì tôi thiếu một cái hộp pin sử dụng pin AA phía sau, và cái bộ Kenwood này mắc đọc đã được tôi test hoạt động rất là tốt, nó đọc bằng đĩa ghi bằng Next MD. Thì cái đĩa này là cái đĩa tôi ghi bằng Next MD các bạn ha. Thì tôi ghi cái đĩa này để tôi test các cái máy như Sony MZ-N910 này, Sony MZ-N920 này, rồi những cái máy cầm tay mà có chức năng ghi, ví dụ như máy Sebot X1 này, là tôi ghi cái đĩa này, tôi ghi test xong rồi tôi dùng mấy cái đĩa này để tôi thử máy luôn. Đó là những gì tôi mô tả cái video của bộ Kenwood DMC E7R. Ngoài cái bộ này thì cùng thời điểm phát hành thì D5 có DMPR30 thì trên kênh mình cũng có, và Sharp MDM25 thì trong kênh mình cũng có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn ở nước ngoài xin vui lòng chọn phụ đề để theo dõi video này. Cảm ơn và chào tạm biệt hết tất cả các bạn.